Xin chào anh em, hôm nay mình giới thiệu mọi người một cái dòng máy mình mới về, Seco CW 8B. Con này thì ngoại hình của nó đánh giá là 75 đến 80% độ mới, và con này sở hữu cái bộ máy động cơ tiết kiệm điện. Nó khả năng tiết kiệm điện rất là cao. Và đây thì chúng mình sẽ may thử cho các bạn xem nhé. Rất là ổn luôn. Đã để soi kỹ vào đường chỉ. Con này may tốc độ rất là nhanh. Đã có thể từ từ. Động cơ tiết kiệm điện và mới 100%, có thể tùy chỉnh tốc độ. Đây các bạn, đây là mình đang để tốc độ 1500. Các bạn nhìn đường chỉ. Rất là đẹp luôn. Mặt sau mình để hai màu chỉ cho các bạn dễ phân biệt. Mấy cái mã con này cũng rất là đẹp. Máy tốc rất là nhanh. Ok. Nếu anh em nào mà có cái nhu cầu thì liên hệ chúng mình. Cảm ơn các bạn.